Em tên là Phạm Thị Ly, em là sinh viên K7 và đang theo học ngành SEO Marketing. Thật ra là em lựa chọn học trường doanh nhân là bởi vì em không thích học cái môn lý thuyết quá. Nên là khi mà em tình cờ xem được video của thầy ở trên Facebook ấy thì em rất là vui, bởi vì em cảm thấy là mình đã thực sự là tìm được cái môi trường mà bao lâu nay em vẫn luôn đi tìm ấy. Bởi vì em thấy mô hình đào tạo của trường thì rất là hay, bởi vì bọn em được rèn luyện theo mô hình quân đội và được học những kiến thức thực tiễn. Và bố mẹ em thì cũng muốn hướng em theo học những ngành như kiểu là quân đội hoặc là công an. Thế nên là khi mà em nói với bố mẹ là em muốn theo học trường thì cũng được sự ủng hộ của bố mẹ. Khi mà vào trường doanh nhân rèn luyện được một thời gian thì em cảm thấy là bản thân tự tin hơn, năng động hơn. Trước đây thì em khá là rụt rè, khi mà buồn thì em không muốn nói chuyện với ai. Nhưng mà khi mà vào trường thì em cảm thấy là tinh thần của em ổn định hơn. Thời gian đầu thì kiểu từ những năm trước là em học ở nhà thì được gần gũi với gia đình ấy. Nhưng mà khi mà vào trường thì xa gia đình nên là em rất là nhớ nhà. Em nghĩ là em được nhiều hơn bởi vì em được rèn luyện ở trong môi trường tốt, được thay đổi bản thân, thay đổi về tư duy cũng như là thay đổi về thân thân thể của mình. Em của bây giờ thì em tích cực hơn hồi trước và tư duy nó thoáng hơn. Câu chuyện mà em nhớ nhất đấy là khi mà hồi đầu năm bọn em mới vào trường thì bọn em phải quen tập làm quen với giờ giấc. Thế nên là có một hôm một bạn trong phòng đặt báo thức thì bạn ấy lại đặt nhầm sang, bình thường là bọn em đặt là 5:20 dậy, 5:15 dậy, nhưng mà hôm đấy bạn ấy đặt nhầm kiểu gì thành 12 giờ đêm. Thế là phòng em thì lại không có đồng hồ. Thế là lúc đấy bọn em thấy báo thức kêu thì các bạn cũng dậy, xong rồi đánh răng rửa mặt, xong rồi bôi cả kem chống nắng, đánh son các thứ. Nhưng mà bọn em chờ 30 phút sau thì không thấy có gì xảy ra nên bọn em lại đi ngủ tiếp. Điều mà em thích nhất ở trường thì có lẽ là môi trường học tập của bọn em. Đấy là bọn em được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với các thầy đang kinh doanh và làm chủ doanh nghiệp, thì bọn em có những cái nhìn thực tế hơn. Cảm xúc của em thì vừa vui nhưng mà cũng vừa buồn, bởi vì vui bởi vì mình sắp được thực hành những cái kiến thức mà mình đã được học rồi, nhưng mà cũng buồn bởi vì mình đã gắn bó với nhau một thời gian khá là dài rồi và mình sắp phải chia tay nhau. Thế nên là cũng có chút buồn. Em mong là trong tương lai thì mình sẽ luôn sống tử tế với mọi người và kiên định theo đuổi ước mơ của mình.